Xin chào tất cả các bạn nha. Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình đi tháo hai cái cục pin laptop cũ này, bỏ này nó bị hư rồi mọi người. Là mình tháo ra thử coi. Mục đích mình là mình tháo ra mình để mình lấy cái cục pin trong đây. Mình sẽ lựa ra cái cục pin nào còn xài được mọi người. Để mình tháo ra coi thử coi còn lấy được nhiều pin không nha mọi người. Sẵn đây mình tháo ra coi cục pin rồi mình chia sẻ cho mọi người luôn cái những cái cục pin trong cái laptop này ha. Này cục pin của hãng Dell mọi người. Đây, đây ngay tay mình. Của laptop cái hiệu Dell mọi người. Cái này mấy cục này nó bị hư trong mấy cái máy tính em mình nó cho mình nè. Giờ mình tháo ra mình lấy pin để mình xài cho các cái thiết bị mà mình xài pin á. Pin này nó bị hư hết rồi. Giờ mình tháo ra nha mọi người. Giờ mình sẽ đi tháo nó ra. Cái này thì nó hơi hơi cứng á, chắc nó dán keo nó đúc gì trong đây mà cứng lắm. Mình thử bẻ mấy cái mép này được mọi người, lấy con dao. Rồi đây các bạn ơi, sau khi mình tháo banh chành hai cái xe pin này ra thì kết quả là đây mọi người. Đây, mình lấy được 12 cái xe pin ha, 12 cái mọi người. Mình lấy được 12 cái xe pin nè. Và bây giờ mình sẽ đi đo xem cái nào còn sống, cái nào chết ha mọi người ha. Thì sẵn đây mình chia sẻ cho mọi người luôn. Thì cái cách mình đo thì coi xe pin nó còn sống hay chết thì mọi người có cái đồng hồ VOM này ha. Đây, cái đồng hồ này thì mọi người dặn giùm mình cái thang đo là DC ha. Đây DCV này mọi người, là DC volt mọi người ha. Thang đo 10 ha.
tại vì cái cục pin này nó tới 3V8 lần mọi người. Nếu mà nó đầy pin là nó có 3V8 lần, cho nên là mình chỉnh 2V5 thì đo nó lúc kim ha. Và mọi người đo xem nó sống hay chết, nếu mà nó chết thì nó sẽ không có lên nữa ha. Chết thì là chắc chắn là nó không có lên nữa mọi người, còn nó còn sống thì nó sẽ lên đó. Bây giờ mình sẽ đi đo từng cục pin xem nó sống hay chết, là mình lấy được bao nhiêu đó mọi người ha. Mình cũng xin chia sẻ với mọi người luôn ha, cái cục pin này, cái xe pin thứ hai mình tháo ra mọi người, thì cái cục pin này nó không được ngon mọi người. Cục pin này không thể bằng với lại cái cục pin này được mọi người. Đây là cái cục pin mà mình tháo ở cái cục pin laptop đầu tiên mình tháo ra nè. Đó. Tại sao? Thì mọi người nhìn trên đây nè, thì nó không có cái cục pin màu xanh này, nó không có cái thương hiệu gì hết. Trên cục pin này nó không hề có thương hiệu, không hề có cái gì hết, nó chỉ có thông số của pin thôi, là pin 18650 mọi người ha. Đó. Nó không có hề có cái thông số của nhà sản xuất hay gì hết. Có nghĩa là cái cục pin này nó không có ngon đâu mọi người. Nhưng mà cục pin này thì rất là ngon. Đây, cho mọi người xem. Mình sợ là mọi người không thể thấy được. À, mọi người chờ mình tí xíu. Để mình tăng cường thêm những ánh sáng. Đây, để mình cho mọi người xem. Trên cục pin này á là nó có đầy đủ thông số hết mọi người. Đây. Kể cả nó có cái thương hiệu trên đây luôn mọi người. Và đây là cái thương hiệu đây, mọi người nhìn thấy nè. Cục pin này là cục pin của Sanjo mọi người ha. Đây, mọi người thấy cái chữ Sanjo đây, ngay cái tay mình này, ngay ngón móng tay mình đấy, là có chữ Sanjo. Cục pin của hãng Sanjo sản xuất đàng hoàng mọi người. Cho nên cục pin này nó sẽ rất là tốt. Cục pin này nếu một cục pin này mới mà mình mua trên thị trường, chắc phải một cục này phải hơn 100.000 mọi người ha, từ giá 100.000 trở lên pin này. Còn cục pin này á thì mình mua trên thị trường khoảng tầm 40.000 thôi mọi người, khoảng 30 mấy ngàn thôi, nhưng mà là có người bán, người ta đã có lời rồi mọi người. Hôm trước mình mua 39.000 một cục. Nó thực sự nó không ngon mọi người, xài nó rất là nhanh hết. Nó không có ngon. Nó rất là nhanh hết. Cái dòng nó không có cao mọi người. Đó. Và chắc chắn là xài nó cũng sẽ nhanh hư hơn cái cục pin này mọi người. À. Đây, chẳng hạn như cái cục pin này nữa nè, mình có cục pin này. Bên này không hề có cái thương hiệu, không hề có cái gì luôn. Đó. Thì chắc chắn cục pin này rất là dởm. Bên này mình mua trong cái quạt, mình mua để mình lắp cái quạt mini cho con mình đó mọi người, cái quạt đồ chơi á, mấy cái đồ chơi đồ á. Và hôm nay gỡ được mấy cục này thì ngon rồi mọi người. Mấy cục này, cục này mà gỡ ra làm sạc dự phòng cực kỳ ngon luôn mọi người ha. Gỡ ra mà mọi người mua cái bóp sạc dự phòng về mọi người xài cho cái pin này, cho bóp sạc dự phòng cực kỳ ngon, ngon hơn mọi người mua cái pin mới. Nếu mà pin mới mà mọi người mua pin xịn á thì một cục này nếu mà trên 100.000 thì mọi người mua cái bóp sạc mà 8 cục là cũng phải cộng với cái tiền mua cái bóp nữa, là phải cả 1.000.000 bạc rồi mọi người ha. Trong khi mình đi lụm đi sinh, hoặc là mình đi chia lại ai đó mấy cái cục pin cũ này mọi người, cục pin laptop cũ nè ha. Cái mọi người gỡ ra mọi người lấy xe pin, mọi người làm cái sạc dự phòng thì xài rất là ok ha, xài cực kỳ ngon luôn. Rồi bây giờ mình sẽ đi đo thử xem nó còn sống hay chết nha mọi người ha. Đây, cái cục pin này mình thấy nó đen đen đầu rồi, chắc mình nghi là nó cũng đai rồi mọi người. Rồi, mình chia sẻ mọi người luôn ha, cái cục pin này nè, mọi người muốn phân biệt cái cực âm với cực dương của nó là cộng hay trừ á, thì mọi người nhìn ở trên đầu này ha, trên đầu này nó có một cái ngấn ha, đó, cứ nó có cái ngấn là dương mọi người ha, nó không có ngấn là âm ha, nó bằng luôn là âm nè.
đó, con ngấn là dương đó, đầu này là độ dương nè, đầu này độ âm nè. Bây giờ mình đo thử xem nó sống chết gì ra sao mọi người, coi mình thu hoạch được nhiêu đây. Đây mọi người để ý kim đồng hồ giùm mình ha, đây cái cục này còn sống nè mọi người, lên nè không, và tại này lâu quá rồi cái điện nó hết rồi mọi người. Đây được một cục, bỏ qua một bên, mình đo thử cục này nha. Còn sống luôn mọi người ha, cục này còn sống luôn. Đo thử cái cục đen đen đầu này coi, cục đen đầu này chắc nghi lắm rồi, tại vì trong số này chỉ có một cục này đen đầu thôi mọi người. Và cái pin này nó bị hư là do một cục này nó hư, thì pin nó không, cái pin laptop nó không xài được nữa mọi người ha. Đây mọi người thấy là đo nó không hề nhúc nhích, không hề nhúc nhích gì hết mọi người. Đây, mình đã chặt hai đầu nè, nó không hề nhúc nhích gì hết. Pin này là nó đai rồi mọi người. Đó. Đây mình đo tiếp cục này xem. Rồi cục này cũng đai luôn mọi người. Rồi mình mới lấy được có hai cục thôi. Cục này không hề nhúc nhích gì hết. Nhưng mà cục này có thể sạc thử mọi người. Sạc thử xem nó còn sống không. Sống thì nó sẽ có vô điện. Mà cục này là chắc, mà không có như vậy là chắc là nó đi luôn rồi mọi người. Đây, cục này còn sống nha mọi người. Ngon nè. Là cục. Cục này cũng sống luôn nè mọi người ha. Đây. 4 cục. Còn mấy cái này thì nó hơi dởm thì kệ nó, mình cũng lấy luôn. Đây, mọi người nhìn thấy không? Khi mình đo thì cái thang đo 10 V á. Đây, này cái pin này nó còn nhiều điện nè mọi người. Ha. Nhưng mà nó có còn có 2 V mấy mọi người. Nó còn có 2 V mấy à. Thằng này để lâu quá nó cũng hết pin rồi mọi người. Hai cục. 3 cục. 4 cục. 5 cục. Ui, cục pin này còn ngon quá mọi người. Tại vì không có xài nữa mình gỡ ra mình lấy ra, nhưng mà cục pin này còn rất ngon mọi người. Quá ngon luôn. Ui. Đây, có một cục mình hôm trước mình gỡ ra ở trong, cũng trong cái này luôn. Cũng trong cái pin laptop luôn mọi người. Để mình đo cho mọi người xem. Đó, pin nó còn đầy nè mọi người, nó lên 4.8 mọi người thấy không? Nè. Ở 3.8, nhầm. Sorry mọi người. 3.8. Quá ngon luôn mọi người. Đó. Ví dụ mình đi lụm một cái này về là mình kiếm được cả mớ rồi mọi người. Như đây là nếu mà là mình nha. Các bạn thì mình không biết các bạn suy nghĩ sao, nếu mà là mình mà để mua một cục pin mới như thế này với một cục pin cũ như thế này mà bằng giá nhau thì mình sẽ lựa chọn cục pin cũ này ha. Pin cũ này nó cũ nhưng mà nó rất là ngon. Pin này đi sạc là cực kỳ ngon luôn. Nó có thương hiệu đằng hẳn hoi đằng hoàng, xài bảo đảm rất là ngon mọi người. Còn cục pin mới mà nó không có thương hiệu gì hết thì mọi người xài được một thời gian thôi nó cũng hư rồi. Nhưng cục pin cũ này á, tuy là nó cũ nhưng mà cái là có thương hiệu đàng hoàng. Cái này là sang vô cũng được rồi mọi người ha, là mọi người xài bảo đảm sẽ rất là bền ha. Rồi thôi, video mình chỉ chia sẻ mọi người. Hôm nay mình đi lụm được cái này là coi như là lụm được bí kíp rồi mọi người. Như đây là kiếm cả mới rồi mọi người ha. Làm cục sạc dự phòng xài ngon lành luôn. À, mình quay mọi người xem cho vui thôi nhé. À, với lại mình chia sẻ vậy thôi. Mọi người có thể lựa chọn hoặc là mua cục pin mới để xài. Cái này nó dính keo thì mình chờ chuỗi nó ra. À, bây giờ mình đến đây xin kết thúc nha mọi người.
Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình rất nhiều nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Mọi người xem nhớ like và đăng ký kênh giúp mình nhé.